Liên kết du lịch để tạo ra những sản phẩm mới lạ là một trong những hướng đi mở ra cơ hội thu hút khách trong bối cảnh ngành du lịch đã có những tín hiệu khởi sắc sau đại dịch COVID-19 hiện nay. Hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và công ty Viettravel đã cùng phối hợp để mở ra các sản phẩm mới và khởi đầu với hành trình Huyền thoại sông Gâm. Huyền thoại sông Gâm là một sản phẩm tour du lịch được công ty Viettravel xây dựng với sự kết nối các điểm du lịch đặc biệt của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, nhằm đem lại cho du khách thêm một góc nhìn mới, một trải nghiệm mới về hai địa phương này. Dòng sông Gâm không chỉ là con sông nối liền hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang về mặt địa lý, mà còn là sự kết nối về lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội. Trong cái thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng là nhiều những cái du khách có thể họ đến và họ muốn trải nghiệm về câu chuyện về huyền thoại sông Gâm. Nhưng phải nói rằng là cái huyền thoại sông Gâm này nó gắn với lại cái bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với một cái sự kiện của những cái xa xưa, ví dụ như là như 99 ngọn núi, rồi núi Bắc Cả, rồi là các cái tháp Khuẩy Nhi và các cái làng văn hóa du lịch. Đó là những cái câu chuyện, và mỗi một cái sản phẩm du lịch thì nó gắn với một câu chuyện, thì chúng tôi cho rằng là huyền thoại sông Gâm nó là một cái sản phẩm mới. Tham gia chuyến hành trình này, du khách được trải nghiệm đa dạng loại hình du lịch, từ du lịch văn hóa lịch sử đến du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái hay du lịch tâm linh. Đến với Tuyên Quang, du khách không chỉ được tham quan các di tích cách mạng nổi tiếng như đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, mà còn được chèo thuyền mảng, nghe hát then đàn tính của người Tày trên lòng hồ, được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ còn nhiều nét hoang sơ tại thị trấn Lâm Bình, đạp xe theo những cung đường lúa hay trải nghiệm nhiều nét văn hóa độc đáo của bà con dân tộc thiểu số. Tới Hà Giang, theo những cung đường đèo uốn khúc quanh co, du khách được khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của miền cao nguyên đá Đồng Văn, những mái nhà trình tường cổ kính, những bản làng nhỏ bé mang bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao, chèo cờ trên đỉnh Lũng Cú hay ngắm nhìn dòng sông Nho Quế giữa đại ngàn hùng vĩ. Mỗi một vùng miền của đất nước ta đều có những cái nét văn hóa riêng có, đặc trưng, rất là phong phú, rất là đa dạng. Chúng ta đưa cái sản phẩm du lịch mới huyền thoại sông Gâm, và qua đó thì du khách sẽ được cảm nhận được những cái vẻ đẹp của hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, những cái nét văn hóa của hai tỉnh hết sức đặc trưng riêng có. Việc kết nối các sản phẩm du lịch độc đáo của mỗi tỉnh không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch mới hấp dẫn cho du khách, mà còn là xu hướng phát triển du lịch bền vững. Thông qua việc liên kết, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố sẽ cùng nhau xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch tại địa phương, khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch tự nhiên cùng hệ thống di tích văn hóa lịch sử, làng nghề, ẩm thực phong phú. Việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch không chỉ giúp định vị, tạo ra được những sản phẩm đặc trưng, tránh trùng lặp, có chiều sâu văn hóa, tăng cường hiệu quả công tác truyền thông quảng bá điểm đến, mà còn nâng tầm dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân sự trong phục vụ du lịch và biến khó khăn thành lợi thế. Giữa hai địa phương thì bằng đường bộ thì chúng ta đã trước nay thì Viettravel cũng như là các đơn vị du lịch cũng đã thực hiện nhiều rồi, và chúng tôi qua cái quá trình làm việc chúng ta thấy cũng còn một cái con đường bằng đường thủy sông Gâm kết nối giữa hai địa phương với nhau, do đó là trong cái việc mà đa dạng hóa cái phương tiện để mà du khách có nhiều cái trải nghiệm hơn thì chúng tôi đã lựa chọn cái hành trình này, theo đó thì đi bằng đường bộ và khi về thì bằng đường thủy. Mỗi cung đường trải nghiệm trong hành trình huyền thoại sông Gâm sẽ là khoảnh khắc khó quên dành cho những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá những vùng đất mới lạ. Hành trình huyền thoại sông Gâm cũng sẽ mở ra những mô hình liên kết du lịch một cách hiệu quả cho hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, cũng như đối với các đơn vị doanh nghiệp du lịch và người dân bản địa.